ngày 12 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11-1930, 18 tháng 11-2022 và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, giải thưởng đại đoàn kết dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh lần 3. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, giải thưởng đại đoàn kết dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh lần 3. Bí thư Nguyễn Văn Nên đã gửi gắm đến Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh những mong muốn và đề nghị Mặt trận quan tâm trong thời gian tới. Một là phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc thành phố phải là nơi nêu gương chân thành nhất trong việc thực hành dân chủ và đồng thuận xã hội, góp phần tạo nguồn lực to lớn cho thành phố. Hai là đổi mới thật sự công tác thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nghiên cứu đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân. Ba là coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát hàng năm tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn của thành phố, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bốn là chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội của thành phố, củng cố lại hệ thống an sinh của thành phố, bảo đảm nguồn lực ổn định, tổ chức chu đáo buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, nhắc nhở, phòng tránh đại dịch và tôn vinh nghĩa cử tốt đẹp, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Năm là tiếp tục đổi mới các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nội lực, huy động sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 147 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, trao tặng giải thưởng đại đoàn kết dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2022 cho 9 tập thể và 2 cá nhân đã có những công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của thành phố.